Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hôm nay á, thì Nhật Thanh mới chạy ra vườn, Nhật Thanh hái một cái trái quýt vô ăn. Trái quýt á, tuy nó còn hơi xanh nhưng mà ăn rất là ngon các bạn, ngon lắm. Thì khi á, mà Nhật Thanh ăn một cái trái gì á, thì Nhật Thanh luôn nhớ rằng á, khi mình ăn trái á, thì mình phải nhớ kẻ trồng cây. Thì á, Nhật Thanh á, rất là nhớ ơn Hòa Thượng Thích Giác Khang. Nhờ có Hòa Thượng á, mà Nhật Thanh mới được ngày hôm nay đó các bạn. Và Hòa Thượng á, Thích Giác Khang á, tuy rằng Nhật Thanh chưa có lần nào gặp được Hòa Thượng, nhưng mà âm thanh của Hòa Thượng lúc nào cũng hằn sâu trong thâm tâm của Nhật Thanh, và Nhật Thanh lúc nào cũng nghe lời dạy của Hòa Thượng. Thì á, các bạn biết rằng á, Hòa Thượng Thích Giác Khang thì bắt nguồn từ hệ thống khất sĩ Phật giáo Việt Nam. Mà hệ thống khất sĩ Phật giáo Việt Nam là do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập nha các bạn. Thì theo Hòa Thượng Thích Giác Khang thì các bạn biết Hòa Thượng Thích Giác Khang thì đã viên tịch rồi. Và xá lợi của Hòa Thượng, theo mình nhớ rằng Hòa Thượng từ tỉnh Trà Vinh, thì mình nghĩ cái xá lợi của Hòa Thượng, các thầy sẽ thờ ở tỉnh Trà Vinh. Thì theo lời của Hòa Thượng Thích Giác Khang kể lại á, thì Tổ sư Minh Đăng Quang từng đứng trước Phật tổ tự thọ giới và tự cạo tóc nha các bạn. Mình phải nói rằng con rất là kính nể Tổ sư luôn, nhờ những sự làm khác thường của Tổ sư mà ngày nay á, con mới có các Hòa Thượng. Theo lịch sử nói lại á, thì con biết được là vào năm á, ba mươi mấy tuổi thì Tổ sư Minh Đăng Quang bị mất tích nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cũng không biết tại sao thời đó Tổ sư Minh Đăng Quang lại mất tích nha các bạn. Thì cái điều đó con rất là buồn. Và con biết rằng năm 1981 thì Phật giáo Thống nhất ở Việt Nam được thành lập, và họ công nhận rằng hệ thống khất sĩ Phật giáo là một cái gì đó quan trọng trong hệ thống Phật giáo Việt Nam. Thì con rất là vui cái điều đó, con rất là vui. Và con cũng rất là kính nể Tổ sư, vì Tổ sư làm những cái chuyện không có bình thường, mà ngày hôm nay con được các Hòa Thượng giảng dạy và chỉ dạy cho con rất là nhiều. Cái lòng con không biết nói làm sao, thì con chỉ biết nói cảm ơn Tổ sư rất là nhiều, rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.